Hello anh em. Bữa nay chúng ta đánh giá sơ sơ, chạy thử cảm nhận thực tế cái thằng A155 này nó có gì hay ho nha anh em ơi. Cái này cái thông số năng lượng nữa. Nhãn năng lượng 2,09 lít trên 100 km. Vậy là 1 lít gần 50 cây ha, cũng ngon. Khá là ngon. Cái xe nó thấy cái chiều cao cũng hơn cái xe 150 nha anh em. Nó cao hơn á. Nó cao hơn cái kết cấu lông lá, nó thấy, nó cứng cáp hơn á. Nó liền mạch. Đó. Nó liền mạch, nó cứng cáp hơn 150 nha anh em. Đồ đạn cứng. Thấy không? Nó không nhích. Đây là không nhích. Dàn áo là liền khích à, thay vì lắp cung cung như 150 như nè. Để không nè, anh em thấy không nè, chiếc nào cũng vậy hết. Nó cao hơn, nó nhìn thấy nó cao hơn so với 150. Cái bô nổ hơi lực, cái hơi nó lực hơn, cái đó là điều đương nhiên rồi. Tại vì cái phân khối nó lớn hơn thằng kia cũng 0.5 rồi. Cái này để sử dụng toàn bộ đèn led nha anh em, cả cái dãy led dãy led sấy sáng suốt luôn nha anh em. Dãy led cái hình như cái chân mày á. Hà cốt nó cũng nằm dưới này. Cái tiếng nổ đặc trưng nó cũng vậy anh em ơi. Anh em nó ít giọng nồi hơn trên 50 gì phải thấy nó cũng vậy à. Đây, cái tiếng đó. Có cái bô để nổ nghe giòn hơn, cái tiếng nó giòn hơn chút. Thử bóp pizza đây nha, bóp da lên cái nồi nó đỡ giọng. Đẹp, phải bóp buông pizza nha nè, bóp buông. Bóp pizza thì nó đỡ một chút nha, buông ra là thịt lên chút. Đó. Thấy không? Bóp đây nè. Nói chung cái tiếng máy thì vẫn còn đặc trưng nha anh em. Đặc trưng từ gạch cho 50 qua. Đó. Một số thay đổi chút xíu so với còn mấy cái kết cấu này thì cũng nói đây. Khác so với gạch 50 đánh giá lẹ tổng quan tổng thể nữa cái. Chạy nó mạnh mẽ hơn. Trong này nó kết cấu nhìn nó chắc chắn rồi, lông lá nó cứng cáp luôn chứ, lắc nó không có rung. Nhìn cái đầu đèn nó cười quá, cái bàn thờ nó cười quá. Rồi đấy, sang quay phải chạy thử cảm nhận nó chạy như thế nào nha. Sang lại quay danh cái sang
100 mà gọi thì hẹn cho 55 thôi em, ngược lại kìa. Chạy nó không có được rồi, vậy vậy nó cũng khá khác biệt gì so với 150 đâu nha Nam Minh. Nó cũng nó mạnh hơn, mạnh mẽ vậy thôi. Còn cái độ gần động cơ nó vẫn còn đặc trưng của dòng ngành, chứ nó không có nổ giòn chắc tiếng như dòng su như xe chia gai đơ gì đâu nha. Tiếng máy vẫn gần nó đặc trưng. Giác lái phải nó đập chắc được chút nữa ngon hơn, nó chưa được cái đập chắc khung, phải nó đập chắc nữa ngon im. Mình sẵn xe để mình chạy mình cảm nhận vậy nè, mình chạy thì sao thì cảm giác như thế nào thì cứ báo anh em vậy thôi. Nó cao hơn so với hạt 150 vậy nè. Cái cầu nào nó cũng có tên, như cũng có Nhật Bản á, giống như vậy ta, Việt Nam mình. Rồi giọt về thôi anh em, nó vậy thôi, thấy nó cũng na ná chứ mày, có cái là động cơ nó mạnh hơn thật, đúng là nó mạnh hơn. Còn cái mức độ giọng nó thì nó vẫn giọng nồi nha, nó vẫn giọng nhưng mà nó nhẹ hơn, anh em nghe cho rõ nè, nó nhẹ hơn thằng 150 đó. Khi mà mình bóp côn thì nó nhẹ hơn nữa chút nữa, bóp côn nè, buông nè, đó, thì đặc trưng nó vậy thôi. Tiếng máy nó vẫn còn hơi gồn á. À. Còn cảm nhận của anh em như thế nào vậy, em nói thì của dòng S20 Yamaha S20 mới thì anh em cứ comment phía dưới để anh em mình cùng nhau trải nghiệm nhé. Rồi xin cảm ơn.